Bye, con chưa ổn định nữa. Đợi chút. Tích lệ Bye. rút chân lên. Spy có vẻ như nó không có muốn lên được nha, nhưng mà nó đang giật giật cho đây, không biết chưa thì tìm được hướng đi chỗ nào đây. Bye xuống nhiều quá sao mà. Spy muốn đi xuống để nó confirm candle 2 phút 3 phút này coi. Sao? Confirm rồi. Em đi lên đây. Em check Nvidia. Nãy nhà bạn đi xuống nên 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 spy xuống. Dầu khí. Chưa làm gì nha. Để xem, để Tích xem. lệ đang hồi lên. Apple lên mạnh quá. Apple mà này mà nó yếu là mình nhảy vô food spa rồi, nhưng mà Apple lên mạnh quá. Mình không dám vô spa. Thấy spa nó đi sang ngang luôn, để đợi xíu. Tại nó muốn lên lại lại coi coi. Tới thời điểm này thì nó đang còn sideways. Sideways mà sideways up. RSI 1 phút của em đi lên tới 85 vậy ta. Em đi nó chạy thì smooth hơn, em đi chạy nó rất smooth lên lên xuống xuống à. Nó không có giật. Tất cả các ticker đều đỏ hết rồi. Chỉ có vài ticker đang xanh xanh lần lần lên. Em đi hôm qua đỏ giờ xanh lại xíu à. Rồi, spa sai quay luôn, nằm im chỗ luôn. À, chắc xuống á, spa thấy xuống nhiều. Tôi đang Master. Nghe này. Thì giường cho nó xuống nha. Để nó phải xuống mới đụng cái 21 này mới được. Hai phút, 3 phút thì đang cái chạy lần sừng 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 dưới đây. Spa nó có cái lô mà 433-67 nha các anh chị. Nó breakdown 433-67 thì mình sẽ đánh xuống nha. Nó chưa breakdown được thì cứ ngồi chờ tiếp tục nha. Ba sideways chưa có gì hết. Chạy nằm yếu quá nha. BA BA thấy có vẻ xuống tiếp á bà con. BA chắc mình mua cái put BA đây hả? PA đẹp BA nè. thấy đẹp á. PA BA thấy đẹp đẹp nè. á bà con. PA rớt dưới đây, PA rớt 8 điểm rồi. Mua Ôi giời BA ơi. được. Rớt xuống EMA 50 à, rớt nhiều quá vậy. Cái này PA anh Mua chỉ đang cái đưa. BA mình. BA put được á, BA put xuống được chút. BA put nó xuống mà giữ lâu lâu chút. Bây vô có lời nhớ chặn lại nha, BA đang breakdown à. JPM đang rớt xuống.
Breakdown. Spy làm gì đây kỳ thế. Amazon không lên có mạnh vậy. spy spy bắn ngược lại ghê vậy. Spy nó làm gì, nó bắn ngược lên một cây. Amazon check con Amazon Amazon. Amazon đang bay lên anh, em có thấy Amazon đang mạnh. Nvidia cũng đang mạnh lên, Apple đang mạnh lên nè. Ồ, con spy lừa quá, bắn cây lên không có lên nổi. Chưa có một cái trend rõ ràng ha. Cũng ba có cái chứng con thích là nó tạo cái buộc lại. Tesla nó muốn đang dọc ngược lại. Apple đi xuống rồi, AMD đi xuống rồi. Spy đang rút cái chân. Chưa confirm hướng đi luôn mới ghê. AMD thế, AMD thì nhanh xuống nhanh lại. Ủa, spy quất cây lên rút chân xuống nữa. Chứ không có hào hứng chút nào. Chắc mà em đi lên những điểm khúc này à, mình đánh lên đi. Và chắc AMD đi ha. AMD thấy đây đang tụt. Nếu mà nó giữ được ở đây nè. Nếu giữ được đây được. Ủa, phải phép mang quá chứ. Spy nó để đụng 433-67 là nó cứ giật lên lại à, cái support cái đó nằm ở đó. Em đi sập rồi, em đi đụng đường 200 con 5 phút nữa sẽ ăn cây xuống lớn quá chừng. Em đi giữ được, chúng mình thắng nói giữ được đánh được. Giữ trên 112-50 được. Dạ. Ok, canh chuẩn bị spy food anh chị em ơi. Chuẩn bị spy food nha anh chị em ơi. Em đi nó sẽ rồi. 433 nha các anh chị. Chuẩn bị 433 nha. Chữa vô nha. Canh thằng 433 thôi, chữa vô. Nó đang còn volatile lắm. Mình làm gì mình action dữ vậy? Vậy mà giật vậy. Ghê vậy. Canh 433 thôi nha anh chị, em từ từ vô nha, nó đang action quá, mình đang kiểm tra lại kỹ cái đó. Nó giật dữ giờ. Nói rồi, hôm qua đã nói rồi. Vụ gì, nói vụ gì. Hôm qua nói thích là cao rồi bán đi cũng không chịu. Sorry. Chưa có confirm nên đừng có vài phút nha các anh chị, từ từ nha, nó đang action choppy lên choppy xuống, cái lên cái xuống đánh vô không ăn được đâu, có lời chốt cũng không kịp đâu. Tất cả đều các ticker đều đỏ hết ha. Thật là đúng cái support nó đẩy lên lại. Mình chưa vô cái lệnh nào nha các anh chị. Ngồi chờ đây nè. Nó action quá.
Ok anh chị em ơi, xem để ý meta nè. Meta anh muốn quay đầu lên nè. 12% anh em đi. Bắt ngay cái double ball làm anh. Good. Meta các anh chị. Thôi để coi meta đánh strike price như ta. Để mình coi cùng ngày của nó coi coi. Cùng ngày nó cũng ổn đẹp quay đầu lên. 10 phút. Ủa em đi bay dữ hả? Anh lên lại phải không? Còn dữ không? Mẹ meta bay nhanh gì? Meta vừa nói cái nó bay lên dưới. Rồi nó rút cái râu lại, meta rút cái râu lại anh chị, mình canh 285 nha các anh chị. 285 coi spy cuối tuần nha. Đợi rút cái râu lại cái đã. BA không được rồi bà con ơi, BA chắc phải bỏ rồi. BA đợi chút xíu nó giữ được không? Được chắc phải bỏ BA. BA này nó quật ngược lại. Nhanh quá. Sẽ lại. Canh meta nha các anh chị, mình chuẩn bị canh meta 285 nó rút cái râu lại cái mình thả vô nha. Chóp bì cho ta, spy chóp bì mấy tích cực cũng chóp bì cho ta. Cho nhiều khí đang đi lên nè. Ok, em thả vô meta nha các anh chị, kho 285 spy cho ngày 23 nha. Meta. Ok, em vô rồi đó. Nó phiêu em 1.24 nha các anh chị. Meta vô ngay chỗ đường 200 đó sao mà. Ừ, dạ. Yeah. Thấy. Ok. Ok, rồi spy nữa nha, spy mình canh spy nha các anh chị. Spy có vẻ khả năng nó đi lên này. Spy nó phải đánh lên được. Đánh lên nha. Canh spy, spy call nha anh chị em ơi, canh spy call nha. Spy call 4.35 nha, mình vô 4.35 call nha. Ok. Rồi, anh chị mình canh cái meta với lại spy. Dạ meta mình đang bị lỗi. Mình spy. Mới cái lời sao tuột lại. Bán lên cái thấy cái lời sao tuột lại. Ok, mình đang vô hai lệnh ạ. Ok, cả hai cái lời rồi, nhưng mà mới có 100, 200 à, không có bao nhiêu, hãy đợi xem, tí xem sao. Ok, meta có lời rồi các anh chị em ơi. Spy này tụt xuống lại ta. Meta đang dặn co EMA 200 ngay 2200. Spy choppy quá. Tụt lại.
Meta có khả năng nó đi 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 nhiều hơn là spy. Ok, Meta được 8% nha các anh chị, can profit nha. Spy chưa chưa có profit. Spy chấp bị quá. Meta lên nữa đó. Ok, Meta được 10% rồi, em sẽ chặn lại nha. À, Meta chuẩn bị đụng gần cái closing price nha các anh chị nhớ có thì scare ra bớt nha. Hoặc là chặn lại nha, chặn sát lại nha. Ok. Mỗi sen rồi. Ok, spy vẫn vẫn đi lên đó, spy thì lên ít. Meta là nhiều hơn. Ok, Meta. Rồi, chỗ đây 20% nè các anh chị ơi. Mình scale ra bớt ở chỗ đây nha, tại vì cái closing price của nó này nha các anh chị. Nhớ nha, nhớ ra Meta bớt nha. Spy vẫn break even chưa lời ta. Wells Fargo nó đi xuống, hàng chi Spy nó đâu có lên nổi. Ok. Anh chị mình cứ nâng Meta lên nha. Mình scale ra bớt rồi đó. Meta này mạnh quá ta. Oh man, tụt dữ rồi. Ok, nếu mà rớt dưới một ít quay mà còn dưới 10% em sẽ chốt nha. Hiện tại đang là 20% rồi. Meta anh chị có lời rồi thoải mái đi. Cứ nâng lên nâng lên. Amazon nó cũng đi lên luôn rồi. Nhớ nha, chặn Meta lại nha. Nếu mà nó rớt dưới 10% á là mình sẽ submit hết nha các anh chị. Ok, spy có lời đấy. Ok, spy giờ lên. Oh yeah, Meta nó tụt lại ta. Meta rớt dưới cái closing price ta. Vẫn được cái mission, Meta vẫn thấy vẫn không lực lên á. Ok. Nhớ anh chị mình cứ canh dưới 10% là phải submit hết cho mình đi nha. Mình cũng vậy đó. Mình nói trước để anh chị chuẩn bị. Rồi, spy lên đó anh chị em. Spy ai vô có lời đúng không? Meta lời nhiều hơn spy. Meta chạy đẹp quá. AMD nó làm gì ghê vậy? PC. Nó sẽ hàng... cái lên cái xuống, cái lên cái xuống, gớm quá vậy. Quản lý hai lệnh này chạy tới chạy lui cũng đuối luôn. Ok. Spy lực 7% anh chị em. Quá đẹp. Tesla này nó test hai lần ngay cái closing price nha. Anh chị mình phải cẩn thận ở chỗ này, nó test hai lần cái closing price đó. Ok. Ok, em sẽ canh chốt test canh chốt Meta hết nha. Ngay cái closing price này anh chị ơi. Nó không muốn đi qua. Để em giữ cái lệnh của spy. Chốt bớt. Em theo dõi lệnh spy. Ok, spy lên được 24% rồi đó. Em chốt Meta nha. Anh chị nào muốn chốt thì chốt, không chốt thì nâng cái stop profit lên. Em chốt cái Meta, em để em qua spy, em giữ spy, canh spy. Spy ha, 30% rồi đó. Anh chị mình canh, canh cái profit của nó nha.
Để coi. 2 phút giật lại. Ok, scale A bớt cái spy ở chỗ này đi. Ok, mình scale bớt cái spy ở chỗ này nha. Rồi đó. Này, đi xuống lại. Em chốt bớt là spy đó. Nó mà xuống là em cứ submit thôi. Ok, em chốt hết cái spy core chỗ này nha, còn 10% à. Rồi, em chốt luôn đó. Giữ profit cái đây. Đấy, có lời chốt, có lời chốt. Cành chốt, lời cành chốt. Rồi em chốt hết rồi đó, em còn giữ lệnh nào hết. Anh chị mình ai có canh cái gì thì cứ giữ profit nha. Nâng stop profit lên. Da mê tè nó bay luôn rồi. Bay luôn rồi. Mê tè em ra hết rồi nha các anh chị ai còn ở trong đó chúc mừng nha. Tè nó quá mạnh luôn hả? Yeah, mẹ tè quá mạnh luôn, đi lên luôn á. Em ra hết rồi, chúc mừng mọi người. Tại vì em phải quay bên spy em giữ canh spy. Mẹ tè áo giống như AMD ngày qua quá. Ba lên tiếp nhỉ? Em ra luôn rồi. Spy ra cũng được. Một khúc thấy có đúng đúng. Đã hết đúng rồi. Giờ ngồi canh nè. Ô mai tà mê tà nó bay đẹp thiệt. BA nãy mọi người sao rồi? Có ra chưa hay ở lại? BA nó bay lên rồi. Ra hết rồi. BA ra hết quật ngược lại phải chạy. Ok, nhiệm vụ của mấy chị mình là bây giờ có lời hết rồi, cứ nâng stop profit lên để cho cái tâm lý nó thoải mái nha. Còn phải worry nhiều nha. Chứ còn nó xuống là mình cứ break even mình đi ra thôi. Nói tới break even cho addict lắm cũng phải được 10% chứ. Rồi, spy nó break out lên tiếp. Oh man. Lại lên rút chân lại. Ok. Khá ổn nha. Có màu xanh sáng nay đó. Ủa trend đi lên tới mấy cái đồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Quá chi là đẹp. BA nó break down xuống mà xuống luôn ta. Quất ngược lại chạy chạy té. Giáp chạy không kịp với nó. Ủa spy còn lên nữa ta, lấy quýnh vô này. Lên hơi cao đợi xíu của bác chứ bác. Yeah. Chân này vô lại. Mấy anh chị sáng nay theo kịp hết thôi các anh chị ha. Mọi người ai cũng theo kịp hết phải không?
Spy với lại Meta. Ok. Lần nữa ta. Mình làm rau vậy thôi sao mà ngưng rồi. Ok, vậy là xong buổi sáng rồi đó. Ngồi đợi xíu xem sao, setup đẹp đánh tiếp. Bắn bắn là tiếp. Mà sao nói Dạ, nghe chị. cho chị hỏi với trading view á, mà cái À chữ ô đồ á, chữ ô đồ mà ở sát góc ở dưới bên phải á, nó biến mất mà nó tái vô bằng chữ lock, mình chỉnh làm sao ra chữ ô đồ mà sao? chữ ô tô gì, ô tô thì nó cũng vẫn thường là chữ ô tô mà chị. Nó biến đâu mất rồi, nó còn cái chữ, nó nên đổi thành cái chữ LOG. LOG hả? Cái chữ gì em cũng không biết nữa. Chị Ừ, thì nó chụp sẽ hình lên gửi em đi, chụp hình gửi em xem thử nha. Mạnh quá mạnh này. Bắt hai con spy với lại meta đẹp anh chị. Chạy em. bị báo còn AWM. AWM à, bác AWM à. Ở đâu? Sao không thấy em đã lên tiếng? AWM à. Vô đây. Không báo lên tiếng không bị. Mẹ mới chạy. Ok, AWM dưới bò lên kìa. Đợi xíu sao thấy cái spa nó mới rút chân vậy? Rút đầu vậy? AWM hả ta? Yếu vậy ta? Ủa, mẹ tè bà dữ quá. Check con Uber luôn mà sao. Uber, ok, Uber. mấy cái cờ này giờ nó bay lên cao hết rồi này. Giống như spy nó bay lên cao rồi, em ăn em xong em đâu có dám nhảy vô tiếp đâu. Nhảy vô sợ nó giật ngược lại cái nó lấy tiền của mình. Em phải đợi cho Đâu nó đấy nói là reset á. mình canh mình nó lên cao quá, mình canh mình push nó xuống đó chứ. À yeah, em canh. Em sợ nhảy vô theo đó vậy. Ai giờ em yếu quá. Đợi lên trên nó có cái trend yếu anh chị, nó đi xuống lại mình sẽ đánh xuống tiếp lại. À, nó đi xuống lại đó, xuống lại đó. Mấy chị sáng ổn hơn phải không? Spy với lại Meta. BA thì bỏ, BA thì không sao, BA bỏ xong chạy qua lại bên kia rồi. Anh gì ổn theo kịp không? Anh chị nào mà không theo kịp nhớ báo lên cho mình biết nha. Thường mấy cái strike price em chuẩn bị trước cho mọi người á, dễ đánh hơn. Ok, 2 phút nó có dấu hiệu quay đầu nha.
của spy này. NVDA, AMD, AMD yếu rồi. Ok, anh em mình chuẩn bị cái Spy Foot 434 nha, chuẩn bị nha các anh chị, đừng vào nha, tại vì nó đang mạnh. Nó đang mạnh, nó xuống nó bắt test thôi à. Chuẩn bị thôi chứ đừng có vô nha. Phải đợi cho nó confirm cái đã. Call train nó báo confirm cái đã. Giờ volume nó chưa vô mà nó chạy mới có xíu mà nó confirm. Nên rút lên lại lúc nào mà không hay. Hôm nay thằng kia mấy giờ nói chuyện giờ anh message. 7 giờ anh. Bạn em đang nói đang điều trần nè. Đang nói luôn anh. À hả, đang điều trần tiếp á. Thế anh có làm được cái gì không? Mới vừa mở máy lên. Giờ ta chuẩn bị ta nghỉ rồi giờ mở máy lên hả? Chúc mừng, chúc mừng. Hai cây sáng làm bài mà máy trễ quá không? Yeah, ma xanh chuẩn bị tắt máy nghỉ sáng giờ lời thì ra. Chuẩn bị tắt máy nghỉ mở máy lên. Có hư cái bàn nào không? Không 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 có không có hư cái bàn. Anh Khang này sáng theo kịp không? Dạ yeah, cũng ok ma xanh. Ok. Thank you. Yeah. Đó, thấy chưa, nó xuống rồi xong nó không confirm được là nó dễ bật ngược lại lắm anh chị em ơi. Ok, ngay chỗ này mình canh nè, nếu mà đi lên tiếp mình sẽ quýnh lên tiếp nha. Spy này ghê lắm, canh 2 phút với 3 phút nha anh Minh ơi. Canh Mason ơi, thấy yeah, canh.